vui tay ngồi nạo, khối lạ lùng. Người đàn ông tiếc ngẩn ngơ vì không biết đó là báu vật. Một người ngư dân ở Thái Lan, ông Sú Hoa Tờ Chi Trương Tờ Hờ Ơi Cờ, 58 tuổi, đã tìm thấy một khối lạ lùng trôi giạt trên biển và đem về cất trong nhà mình suốt 5 năm qua. Ông không hề biết rằng đó chính là long diên hương, một chất sáp được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng nguyên liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền. Giá của long diên hương trên thị trường rất đắt. Với khối long diên hương mà ông Sú Hoa Tờ đang sở hữu, nó có giá trên thị trường vào khoảng 1 triệu bát Thái, tương đương 760 triệu đồng. Khi được biết thực sự khối màu vàng mình nắm giữ là gì, ông Sú Hoa Tờ rơi vào tình cảnh vừa mừng vừa tiếc, bởi trước đây mỗi khi buồn tay, ông vẫn thường lấy dao ra ngồi nạo khối màu vàng này. Cho vui, ông Sú Hoa Tờ đã tìm thấy khối long diên hương này ngoài biển hồi năm 2014. Mãi tới gần đây, khi những câu chuyện về việc ngư dân tìm thấy long diên hương được đăng tải trên báo chí Thái Lan, ông Sú Hoa Tờ mới nghĩ ra rằng có thể khối lạ lùng mà mình tìm thấy chính là long diên hương. Ông Sú Hoa Tờ từng tìm thấy khối này trôi giạt ngoài khơi thành phố Dây Ông, miền đông Thái Lan. Ông mang khối này về nhà chỉ bởi thấy nó lạ lùng quá. Ông Sú Hoa Tờ chia sẻ, khi tôi mới tìm thấy khối long diên hương, nó nặng hơn và to hơn, nhưng không ai trong làng này biết nó là gì, nên khi tôi ngồi không, tôi thường lấy nó ra để nạo cho tròn trịa nên nó đã nhỏ đi nhiều, giờ tôi hối hận quá. Bích Ngọc, theo Daily Mail. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.